like a medicine. But rushing through my bones, never take it slow. It's always speed and go. Một con 4 chiêu, một con 3 chiêu và một con 2 chiêu. Nhưng đây chưa phải là phần kết. Bây giờ âm nhạc vang lên, ba con sumo lăn lê ở trên thảm cỏ này. Con nào nổ bong bóng hết trước con đó thắng. Lưu ý, trong quá trình ban tổ chức quan sát cảm thấy sumo không hoàn thành được nhiệm vụ, nhờ bà con ở bên dưới chạy lên bóp phụ. Vui lòng bà con bên dưới đừng có bóp lộn chỗ tội mấy con sumo. Và các cháu nhỏ vui lòng không lấy tâm được chích vào nha. Không lấy tâm chích vào vì sẽ gây sát thương cho các chú. Và chưa nha, khi nào MC cơ mời lên mới được lên nha. Còn bây giờ, ba con sumo tự động lăn lộn, bắt đầu. Đúng rồi. Đúng rồi. Hey. Xin mời người thân hỗ trợ. Trời ơi, cái câu lạc bộ gì nhờ lên cái quyền bày hết bu lên luôn nè. Quá tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay, về phần thi nhảy xuất sắc nhất, con sumo số 3 là con sumo xuất sắc nhất. Vì vậy con sumo sẽ nhận được từ hai phần quà nhỏ dành cho hai con sumo vừa rồi ạ. Xin mời Linh đại diện của công ty lên trao. Đây, hai phần quà nhỏ dành cho hai con sumo. Rồi. Và bây giờ sẽ là một chai rượu đặc biệt gửi tặng cho con sumo số 3 là phần quà. Rất tuyệt vời, xin cảm ơn các anh rất nhiều. Xin mời các anh gửi đồ trả cho ban tổ chức. Lộc ơi, hỗ trợ giùm anh Lộc ơi. Xin cảm ơn các chị. Vâng, chúng ta hãy cùng lại bàn tiền của mình nào. Vâng, lúc này rất là vui đúng không ạ? Gia đình mình đã có những nụ cười tuyệt vời trên môi của chúng ta. Và Lâu cũng xin phép được mời gia đình chúng ta quay trở lại với chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin phép được mời lên sân khấu sự xuất hiện của giọng ca
của một ca sĩ nam vừa mới gửi cho chúng ta một ca khúc. Vâng, xin mời giọng ca của Quang Thương ạ. Xin mời Quang Thương.